lô hàng phức tạp, còn nó cục cân chuẩn mà mấy rồi, nó gần hơn cục tạ 20 kg anh. Nó đúng 20 kg luôn. Ủa chứ bình thường anh cầm tạ 42 kg, đang quay. Bình thường cầm tạ 42 kg được mà cầm cái này 20 kg làm gì? Tay ngọt khác cũng tay khác.